Hello anh Cường nhá. À, một bên nè anh, một bên nè. Một bên thì chắc tối đi anh ạ. Tối hạt me cái tệ này là em kêu like một bên. Chào hộp nhé anh trai, lô hộp nhá. Hello tất cả anh em nhá. Anh em xem cho em xin một like anh em ơi. Anh em nào chưa like cho em xin một like đi mà. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Ôi, đây phục thủ cái kèo hôm qua anh em ơi. Hello Hiếu nha em trai. Lọc đi anh. Mới like mà lọc gì em. Cái game này đâu chứ phải game như TX đâu mà lọc em. Hello anh Hoàng Lõm nha. Dạ đúng rồi anh ơi, nay em có việc nên em lại trễ anh ạ. Hello Hồng Huy nha, ok. Rồi, thương em. Dạ, ok anh Hồng Lõm ạ. Ok anh ơi, giờ em chiến thành em. Xua đuôi. Úi rồi bắt heo rồi. Heo. Sao bị tán nhỉ? Trên này toàn là chó anh Phương. Sao là chó đấy? Có ai đâu mà có anh em vui vẻ mà. Chúc em thấy là những gì anh mắc không mắc là những gì đó có anh. Anh là chù em rồi anh trai ạ. Hello Nguyễn Hưng nha. Đây solo không anh em ạ? Ok. Cool. Năm này có kẻ solo anh em ạ. Hello Kha nhá. Mẹ
Mẹ nó biết ngay còn Luca. Lên Bùi Quyền nhá, dạ anh trai nhá. Hello anh Quang Anh nhá, em đánh cái bài ẩu của anh em ạ. Không bộ binh à? Dạ không anh ơi, nay em không lại. Vai trưởng. Dạ đúng rồi anh Phạm Văn Phan. Nhưng cái bài nó ngu quá anh em ạ. Sai lầm trả giá 8B. Dạ. Ai là cũng phải sai lầm thôi. Sai một ván là sai bại luôn, đúng rồi anh Quang Anh ạ. Một ván sai quá ngu người luôn anh Quang Anh ơi. Trời ơi ba đôi thông anh em ạ. Ba bốn năm bảy tám chín GVK heo đôi áp về anh em ạ. Người thương em cả đời anh xua đuôi. Đôi bốn này. Hello anh Ngọc Nhàn nhá. Úi giời ơi. Tuyệt vời anh em ạ. À. Ngon luôn anh ạ. Bằng ba này. Ôi trời, bằng ba đúng bằng áp rồi. Ghê gớm nhỉ. Ơ, bài gì vậy? À, bài đây về anh em ạ. Áo bà mười biết anh em ơi. Có nhanh nhựa tiếng lên liên hệ với Zalo trên màn hình cho em nha. Bằng 6 này.
đôi bốn chiều đôi tám chiều át về đi anh, bài cầm đôi heo thì tự tin hết đường rồi. Kéo view đi anh em ơi, anh em kéo view lên đi. Hơi bị ít view nhá. Kéo view nào. Kéo view lên cho thầy đi anh em. Thằng lì nhỉ. Nên đánh không anh em? Nhịn hay đánh đây? Nhịn hay đánh anh em? Không, quýnh đi đi. Phân luôn anh em ạ. Ri 7 đến 9 10 ri anh em ạ, hơn thì 8 9 10 ri cốc. Ừ, cốc ngon anh Bùi Quyền ơi. Cốc thì có thể là không về được nhưng mà chạy được thêm ít lá nữa nè. Đúng anh ạ, đến cái bài giáo kinh. Tuyệt vời. Mình cầm đôi áp luôn. Hello Trần Tuấn nha. Ngon luôn anh Quyền ơi. Cái bài đó ăn. Trời ơi, đúng rồi anh Trần Tuấn ơi, nay like hơi muộn anh ạ. Anh Trung Nguyễn ơi, liên hệ với Zalo trên màn hình cho em nhé anh Trung Nguyễn ơi. Số Zalo hiển thị trên màn hình đó nè. Số Zalo đó anh em ơi, anh em mà cần gọi inbox Zalo đó cho em nhé. Số Zalo hiển thị trên màn hình, số màu vàng vàng đó anh em. Đồ ghê gớm cho. Thua là trường. Ui dồi, bài gì đẹp thế. Ý thương đến là thương anh chị. Năm này. Quy này. Ca này. Ca này. Ca chịu rồi. Chịu rồi. Ui cầm ba heo tự tin hết đường luôn.
3 này. Anh em cần gôn chơi thì bóc kilo cho em hình cho em nhé. 18 này, 2 này, đôi 5 này, về chắc anh em ạ. Bắt được theo chuồng nữa anh em. Anh thương em cả đời anh xua đuôi. Sáu bảy tám mười quy đôi bốn đôi bốn nó phạt đôi heo là gớm nhỉ. Đôi ca ghê gớm nhờ. Anh em mà chưa like cho em xin một like anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Bái trưởng cái bài. Ba. Năm. Bái. Heo đâu, heo đâu? Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. À. Tuyệt vời anh em ơi. Vừa hit clo đít luôn anh em ạ. Thơm luôn anh Đường ơi, ngon luôn anh Quyền ạ. Bài nó vừa trùng miếng luôn đấy anh em ạ. Còn quy cơ anh em. Ừ, khóa quy đi rồi. Quy đi rồi. Co cũng đi rồi nha. Quy co đi hết rồi anh em ạ. Quy co đi hết rồi. Em phá là bất đơn quyền ạ. Nhà để đánh dễ chịu nè, đúng rồi anh Phạm Văn ơi. Cả đời anh xua đuôi. Ôi bài đã đẹp nè em, 6 này. 6 mà đúng gì vậy? Ca này, hello Nghĩa nha. Chính nè. Át. Tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời. Hello Nghĩa nha Nghĩa ơi. Bàn 6 này. Bán chứng nguyện quy nè. Tứ quý 7 nè. Ok không anh em? Bao nhiêu B đây? Sẽ là bao nhiêu B đây anh em ạ? Tuyệt vời. Úi rồi ôi. 9D6 anh em ơi. Chạy luôn anh em ạ. Chạy luôn anh em ạ. Ờ. Đôi ca này. Anh ấy chạy luôn anh Tuấn Anh ạ. Heo bớt đi. Heo này. Rồi. 4. Thế là hết heo, thế là hết heo. Thế là hết heo. Nó chạy luôn Tuấn Anh ạ. À. Thật là vãi chữa. Hello em mới vào sau nhá. Anh chưa like cho em xin like nha em ơi. Sao chơi chạy thế nhờ.
nó chạy thì mình đã thế mình cũng chạy theo anh em. 90 ri rồi. Chiều rồi. Mới đôi cái vừa miếng luôn. Ôi nó chạy thì mình cũng chạy luôn anh em ạ. Chạy thật anh đúng anh ơi chứ không phải rung đâu. Vãi chữ đang solo bắt chạy thì mình cũng chạy theo chứ trừ sao. Úi xồi ôi cái bài này có cái thì cho nó về với trời luôn anh em ạ. Vãi chưởng anh em mà cái bài này không được đi trước kìa anh em. Đi trước cái bài này thì cho nó đi về với đất mẹ rồi. Má cái bài trùng ý thế nhờ. Lấy gần 20B để nghĩ anh thôi. Cái bài thật là vãi chưởng anh em ạ. Cái bài đó mà em đi trước thì à nó vỡ alo với em luôn. Cóp thì cóp anh trai. Đôi bảy. Đôi ca. 10. Hát. Đôi quy. Đôi heo. Tuyệt vời. Nay ấm về anh à. Ngày nào mà chả như ngày nào em. Hôm qua là không. Hôm qua ngồi gần em là không ấm đấy. Nay anh ngồi riêng nên ấm em ạ. Anh em mà chưa like cho em xin một like đi em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Úi rồi thôi. Thôi ăn chắc anh em nha. Ba đi. Đôi heo luôn anh em. Thơm bơ thơm bơ. Ui bài này có hại anh em ạ. Ui giời tưởng nó cháy thì vỡ mồm. Bập luôn anh em. Ca này. Át. Tám. Heo. Về anh em ạ. Anh em mà chưa like cho em xin một like đi em ơi. Nay anh em đi đấy rồi. Nay ít anh em thế nhờ. Hôm qua tặng bảy mấy trăm mấy mắt rồi. Nay có bốn mấy mắt thôi. Anh em comment lên chém gió đi anh em. Anh em comment lên chém gió nào. Chém gió đi anh em. Đôi ca thơm phết à. Đôi năm chịu rồi chịu rồi. Ba. Chiến gió sao trúng được bạn. Lâu quá không thấy Nghĩa solo với Nghĩa với chặn nhờ. Anh em mình nào solo chặn chứ Nghĩa ơi. Lâu quá là không solo với Nghĩa. Kiếm kèo solo với Nghĩa mà khó quá Nghĩa. Không biết nó còn át không ta. Bắt bàn cà luôn. Gì hả? Vẫn còn heo anh em ạ. Hả? Úi rồi ôi. Bắt ra được về anh Bùi Quyền ơi. Nếu mà nhịn là sẽ không được về là anh Bùi Quyền ạ. Bắt ra thì được về anh à. Còn nhịn thì chắc không về đâu anh em.
Anh em mà cần gôn chơi tiện bốc Zalo trên màn hình nha em nhé. Nhịn thì đâu có được về đó anh Bùi Quyền ơi. Đôi 3 này. Đôi 6. Chịu rồi. Quy quy. Ta. Đâu đến như vậy, chắc hắn xưa còn nhớ trong. Anh đã vừa ghi hôn nay cần kề vai ai. Từ đầu lên vai. Anh em biết gôn ở đâu không? Hôm qua đấy anh em nha. Hôm qua là em kiện Duy Nhí, nó trả lại em cho 5B cái nick này nè anh em ạ. Nên nay lúc trưa nó mới trả cho em 5B xong anh em ạ. Hôm qua mà cái vụ bị mắc gôn vô lý đó anh em. Anh em qua trên coi live em thì anh em biết bị mắc gôn vô lý ấy. Nay em kiện lên Duy nó trả lại cho em nè anh em. Thấy giờ anh em mà bị mắc gôn vô lý kiểu như này là cứ kiện lên Duy, gửi ID cho nó sẽ trả lại gôn cho anh em nhé. Nó sẽ làm việc xong nó trả lại game, nó trả lại gold cho anh em nhé anh em ơi. Đúng rồi anh Bùi Quyền ạ, à, nó đền bù anh ạ. À. Anh cứ nói rõ ràng ra cho nó rồi thì nó sẽ giải quyết cho anh. Anh cứ nói rõ ràng ra thôi. Nên anh em không phải sợ mất quyền lợi đâu. Anh em cứ nói rõ ràng ra là nó sẽ làm việc cho anh em ạ. À. Chứ anh em để là anh em mất quyền lợi đó nha anh em ơi. Chứ như xưa anh còn ngóng trông. Anh đã từng nói, anh đã từng lên mái tóc em như lần đầu. Anh đã từng khóc, anh chẳng cần được nói. Vì sao? Cái lỗi gì vậy? Hát đường để ngu luôn. Muốn cho bè hát đường để ngu luôn em. Nói là gặp cái thằng hôm qua cũng do dính thằng này là mới bị mắc gôn nè. Rồi bỏ bọn này. Không được anh em mà không đấu trái rồi. Bà. Khó quá, nã cái bè đây quýnh ngu rồi anh em à. Có đường đốt trái mà anh em, sao không quýnh đường đốt trái nha. Ok Nghĩa nha Nghĩa ơi. Ok Nghĩa à. Ok Nghĩa nha. Để xem, nếu đánh đôi heo, đôi ad vào thì có đốt trái được không anh em. Ui cái đường này có khi có đường đốt trái anh em à. 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Đôi át anh em. Hình như có đường đốt trái anh em à. Anh đã từng nói sẽ bên em mãi. Đôi 8. Không có thì cho đánh đôi 6 đi anh. Đôi ri chịu rồi. Ấy cho chạy đôi 6 này. Anh tốt bụng ghê á.
Anh chẳng cần nói, anh đã từng nghĩ năm. Ba bốn năm. Mời đi quay. Hello anh em. Hết đời để nói. Cái bài tự tin ghê á. Tự tin lãng đạn luôn. Muốn đồ bài tự tin quá là bùi quyền ơi. Cái này gọi là tự tin và cái kết đấy. Đúng rồi bùi quyền ạ. Nghe muốn cái bài tự tin quá anh em. Cái bài đấy muốn tự tin quá anh bùi quyền ơi. Tự tin khoe cái tính mọi cái. Anh chẳng cần biết. Cái bài này em muốn gì anh? Cái bài này em muốn sai nữa anh. Ôi, cái bài này em vừa rồi em muốn sai nữa anh đi. Ôi, cái bài này muốn sai à. Hello anh Lương Trọng Thắng nha. Ui cái bài vừa rồi muốn sai anh em. Em không để ý cái bài vừa rồi anh em ạ. Sorry anh em rất nhiều ạ. Nhiều lúc mấy cái bài ẩu thật anh em ơi. Hello Lương Trọng Thắng nha. Điều đó muốn được át thì ghê gớm này nha. Chín mười gây quá. Ôi về anh em ạ. Không chơi này, thằng này cứ chạy hoài. Hello anh con bố lượng nhá, em chào anh trai ạ. Chúc anh trai một buổi chiều sinh ra vui vẻ nhất rồi. Cái thằng này nó không chơi trên em ạ. Nãy chơi tí rồi ta chạy rồi. Anh em mà chưa like cho anh xin một like nhé em ơi. Bạn em rất là nhiều ạ. Chạy được lá nào hay lá đó anh em ạ. Thank you.
rồi anh ạ. Hồi nãy có 15B nè. Bài từ nãy nó ổn quá nè. Hát rồi à. Trời ơi, em bằng gì biết hát. Hát thì đã giàu rồi anh ạ. Nếu mà hát thì đã giàu rồi, quả cần chơi. Vãi chưởng anh em ạ. Hello anh Ghi nhá. Em chào anh Ghi ạ. Chúc anh Ghi một buổi chiều xem live vui vẻ nha anh Ghi ơi. Đỡ râm nhỏ nhỏ nè, đỡ râm qua đây. Đỡ râm nhỏ nhỏ tí cho nó có tí bài nha em ạ. Nó có gọi là vãi chưởng. Vừa bảo đỡ râm cái cho nó có hên cái hết đường luôn. 6, 7, 8, 9 người. Để vừa miếng thế nhỉ. Đập giật xì 4 2 10 đi đầm 5. Sai lầm cứ mất người mà đâu có thương. 3 con 5. Bằng 6 triệu. Anh đã sai lầm. Tùy heo chính nhỉ. Sai anh Trọng Thắng. Đôi 7, bài này sai thật anh em ạ. Quấn thế này khả năng khó anh em ạ. Thôi chắc về anh em ơi. Về nhưng mà ăn được một lá thôi. Đôi đẹp anh ạ. Tự nhiên quýnh 3 số anh em ơi. Quýnh 3 số nó trùng cái miếng luôn. Mé nó quýnh gì mà biết đường rồi cha. Phá la luôn anh em ạ. Bài đem phá banh nóc luôn anh. Phá banh của nhà nó nóc luôn. Lắm nhỉ. Còn nữa à? Tưởng còn nữa chứ lị. Còn nữa thì hơi bị ảo đấy.
Bách Ngô Minh 3 này, Bò Lậu 4 này. Cảm ơn em nhé Hạp ơi, thank you em. Bán này anh cuối tháng anh thưởng cho em. Khó nhờ. Anh em mà cần gôn chơi thì inbox Zalo cho em nhé anh em ơi. Số Zalo hiển thị trên màn hình nhé anh em ơi. 6 này. Ui. Ai đi win 6 trời. Ta này. Tự nhiên đi win 6 ta. Ăn này. Win 6 là bậy quá anh em ạ. À. Hey. Em mấy người anh em quên đi chứ anh thân nhà mình hết tiền chơi gái rồi. Đúng cái bài ngu thật đấy Hạp ạ. Cái bài rồi đánh ngu quá đi á. Rồi xấu người ta phá đi. Đánh cái bài đúng ngáo luôn anh em ạ. Solo chơi bạn ơi, solo chơi bạn ơi. Rồi, chán quá. Không biết cái chơi không anh em ạ. Ad theo hồi theo luôn chứ để làm gì đâu, để theo lại làm gì là nó bị khổ đó anh em ạ. Phá cho chắc anh đi, tham lam thì còn cái nick ấy. Đôi 4. Đôi 4 mà phạt đôi heo à. Nó còn heo rô anh em ạ. À. Ơ. Quýnh lạ vậy cha. Còn ách cơ vậy anh em, đường nào cũng chết thôi anh em ạ. Đường ui sao nó không muốn thắt cơ trước ta. Anh em vừa đi em vả lắm rồi. Còn thì đâu mà khóc với sầu em ạ, hết nói nổi luôn. Mình đường đó mà vẫn còn heo ta. Ảo Malayada nè. Ba bốn năm. Mười đi quay. Bài tổn đôi thôi anh em ạ. Đôi 6 này. Đôi 6 này cũng đôi đùm. Đôi heo đi cha. Đôi 8 lại này. Đôi 9 này. Đôi bồi này. 4 này. Úi xồi ôi. Vừa thích cái lỗ đít cho anh em ạ. Thank you.
Ấn nhầm con 4 thì ngu quá bà. Thì nó không có hàng bùi quyền ạ. Không có hàng anh ơi. Ôi bạn này nãy thấy 10 bê chưa? Còn cái 3 bê mới nhờ. Anh em kéo event, anh em kéo mắt lên đi, 100 mắt em lấy event lên cho anh em chơi này. Anh em kéo lên 100 mắt đi anh em ơi. 100 mắt em lấy event nhá, không có nhiều đó anh em ạ. Ân béo tuyên bố cần cả viên trong chiều 23 tháng 7 à. Thật luôn anh Tuấn Anh ạ. À. Căng tăng căng tắc anh em. Nó vừa quýnh heo ra à. Nó vừa quýnh heo ra mà. Hợp lý cho cây bè này anh em ạ. À. Sẵn là vỡ mồm. Sẵn là đụng ngay cái đầu của thằng nó luôn anh em ạ. À. Nhưng mà sạch, nếu đánh sảnh thì nó cũng không về được. Nó chỉ chạy được 4 lá thôi, còn 2 lá thôi mà. Ôi cái bài kìa. Mình liên anh em à. Quýnh chắc cho rồi đi. Rồng. Rồng đẹp thật anh em ạ. À. Ui thiếu con xì, cái bãi thiếu con xì. Già thằng xì dứt bóc luôn anh em ạ. À. Thiếu xì như rồng thiếu chúng. Mấy bài gãy bị ám ma trời. Có đôi heo thì ra đi. 10. Bây giờ lại heo cơ nữa này. Giết boss có mờ làm gì em? Giết boss này chủ yếu là đâu cần giết boss đem kiểu cái được là giết boss là ăn cống thêm ạ. À. Chứ còn lại giúp bắt trả được cái gì cả. Game tiến lên này giúp bắt trả quan trọng lên em ạ. Bài đây có màu anh em. Viết lại cha. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh trai? Anh trai là uống gì vậy anh trai? Anh uống cái gì vậy? Anh uống gì mà anh đồ về vậy anh trai?
Không biết chai này miếng gì mới đòi về anh em ạ. Rồi sau khi bố anh em xem like nhá, ai chịu like cho em xin một like nhá anh em ơi. Kéo đây một cam mắt em làm bị bệnh luôn anh em ơi. Lên một cam mắt đi anh em ơi. Chỉ là một màu hồng anh còn phát hiện. Thùng khóa sẵn kìa, mới đến nhát chùn luôn. Đời anh đã từng nói nhau lúc kế đôi vai lên đầu anh về không? Đúng rồi, bà ấy chạy lá thôi mà không về được đâu. Mày nhớ mà đời về thì anh cũng ả luôn ý. Sao lại muốn bao bất cướp thế thì cóc ba ra thôi. Ai lại đánh đôi vậy? Xấu nè, hai nè, thôi xong rồi, sai lầm của thằng Đình Tùng anh em ạ, một pha quýnh sai lầm của thằng Đình Tùng anh em, hãy lên Đặng Minh Tuấn nha, họ chơi dơ được thì mình chơi dơ được thôi chứ anh Đặng Minh Tuấn ơi, chẳng lẽ họ chơi sạch thì mình chơi sạch chứ anh, chẳng lẽ họ chơi dơ mình cũng chẳng là họ chơi dơ mình chơi dơ, chơi sạch lại với họ à. Không không lo nè, chơi thế thì trả đồng lo nè. Thật sự mấy anh em chơi game này thì anh em biết thôi, nó chạy thì mình cũng chạy chứ ở lại thì đưa tiền qua cửa sổ cho nó anh em ạ. Đưa tiền qua khung cửa sổ, đúng rồi, thua nó chạy chứ mình thua nó chạy thì mình chạy được chứ anh. Thôi em đi tìm thằng nhỏ em muốn nha. Chứ thằng này thì em thấy bắt ổn từ nãy rồi đấy. Thằng này em thấy bắt ổn anh em ạ. Hello anh Hải nha. Chào Lưu Văn Hải nha. Đánh đôi chạy lá đi thì biết không win được à? Dạ đúng anh ạ. Em sẽ cân nhắc lại. Hello anh Hoàng Anh nha. Nói vậy, dạ, có nhiều cái bài cũng hơi ngáo, anh em thông cảm nha. Anh đôi đâu có về được đâu anh Hải ơi. Ủa về được anh em. Ngáo nha. Sự mấy cái bài ngáo thật anh em ạ. Đôi ba nó ra đôi ca rồi thì hơi giời ơi, đây thật sự đánh không tỉnh rồi, tập trung nào, đánh từ nãy không tập trung anh em ạ, không tập trung là vỡ mồm thật. Đấy là gặp thằng đây nữa. Bà đã cuốn sao lên em. Thank you.
không còn đường nào cho cái bài luôn anh em ạ. Cái thế nha. Hello anh Tính Tính nha. Đúng cái bài là bằng 3. Sao không đánh bằng 3? Bài đó em tham quá anh em ạ. Em tham cái bài đó quá anh em ạ. Vãi chưởng anh em ạ. Ôi còn hơn khô. Cái bài nó tham quá. Đánh bằng 3 có ăn. Thế à anh em. Đánh còn non quá anh em ạ. Non kinh nghiệm quá anh em ơi. Bằng 3 up nó ra 2. Đâu à, mình đánh bàn 3 lỡ lúc mình quýnh xong mình đánh con át, mình đánh con át nó quýnh con át cười sao anh em không tính tới cái hướng nó đánh con át cười à, sao anh em lại đi tính cái hướng mà nó đánh con heo thế, anh em phải tính cái hướng nó quýnh con át cười chứ anh em, anh em không tính cái hướng gì cả, biết đâu nó là quýnh đi át cười thì sao. Anh em chả tính cái hướng kia cả. Em nói đúng không anh em? Anh em phải tính cái hướng chứ. Đánh bằng 3 nếu đánh át. Em đánh át, át rồi nó đánh át cờ thì cũng như không. Cái bài đó gọi là xui thôi anh em ạ. Bằng 3 đấy ở át à à rồi anh em tính bài hướng độc thế nha. Ôi cái bài đó là ai đi đúng cái đường đó nha, cái bài đó nói thật nếu em đánh át rồi nó vẫn đánh còn át cười anh em ạ. Thật sự luôn, nó không bao giờ nó đánh cái đường mà có ách biết rồi, ách biết là ách chùi nữa nha. Đôi 3 đôi ca đã phẹt đôi heo rồi, vãi cả đôi quy anh em ạ, còn cả đôi quy thì chịu rồi. Sao cứ đánh một ván xong thoát ra lại vào vậy bác? Dạ do thằng mấy anh em này là chơi là kiểu như là chơi không đẹp với bạn anh bạn ạ, là kiểu như chơi cái tiếng lên này anh em phải hẹn kèo solo thì anh em mới chơi được, còn lại anh em chơi mà kiểu như này là họ dễ kiểu như là họ chơi bẩn lắm anh em ạ, kiểu như thấy mình thua là ra là mắc cái anh em hiểu không, có mấy anh em mới chơi thì chắc không hiểu đâu, còn anh em chơi lâu thì anh em sẽ hiểu. Anh em chơi lâu thì anh em sẽ hiểu. Đây chúng mình nó sẽ chỉ như là mình thắng như này là mình có cái, nếu nó ra nó vào lại thì
Một là mình mắc cái, hai là nó có cái nghe mà. Nói chung chung thế cho anh em dễ hiểu. Anh em nhỉ, nói chung chung thế cho anh em dễ hiểu nha. Anh em nào muốn vô nhóm ý, thì anh em bấm thằng nhóm nha anh em ơi. Anh em nào muốn vô nhóm mình thì anh em bấm thằng nhóm nha. À, chấm thang anh em à, chấm thang xong bấm chữ nhóm là nó sẽ hiện ra cái nhóm của mình nha anh em. Anh em nào muốn vào nhóm thì cứ ấn như thế là nó sẽ hiện ra cái nhóm của mình anh em. Còn anh em nào mà muốn mua gold thì bấm chữ Zalo, chấm thang Zalo nhé anh em. Chấm thang Zalo là sẽ ra số điện thoại của mình anh em à. Không biết giáo họ ba. Anh em nào mà muốn mua gold mà không biết Zalo của mình thì anh em bấm thang Zalo, chấp thang Zalo anh em ạ. Ui tự nhiên mình không ra cả, trời ơi sao là không đi ra nhà. Thôi mắc quần lại cho các bạn rồi anh em. Mắc quyền lại rồi. Anh Trần Bình ơi, liên hệ với Zalo cho em nhé anh Trần Bình ơi. Anh Trần Bình liên hệ với số Zalo trên màn hình cho em nhé. Đều 4 đều 8 có anh em mà solo bỏ anh nhá để anh rác à. Không có ai dám solo với anh đâu anh Hải ạ. À. Em còn thấy sợ mà anh Hải. Em là em sợ, em là nói em sợ anh Hải nhất ý. Ai chứ riêng anh Hải là em sợ nhất. Thật sự anh cao thủ anh em. Anh Hải là nỗi khiếp sợ trong làng Vinh Play anh em ạ, trong làng tiến lên Vinh Play. Nỗi khiếp sợ của em thôi chứ mấy anh em khác thì không biết. Đó, có Quang Vinh kìa anh Hải. Có Quang Vinh rủ anh solo kìa. Đôi ba anh em kéo lên 100 view đi anh em ơi, 100 mắt làm đi bệnh luôn anh em ạ. Không nói nhiều tính em không thích nói nhiều anh em ạ. Trưởng
3. Để đá like vô kiếm bạn solo à? Hình như đâu cùng kênh đâu. Trái bánh tre ơi, đâu cùng kênh đó đúng không bạn? Cùng kênh thì nãy cũng tìm ra rồi chứ. Cái đây là không cùng kênh này. Chắc chắn là không cùng kênh thì mới tìm không ra được. Cái bài giả mang thế. Úi rồi ôi luôn. À thế à bạn. Ok ok nào rảnh thì vô bạn ạ. Ui bài đó đôi 9 đôi 10 đôi ri đôi đầm đôi già kìa. Phải chưởng nha. Bốn năm sáu không lên được cắm mắt ta ơi. Hello Đáng Lê nhá. Ôi trời ơi làm nay vô trễ thế Đáng Lê. Nay làm gì mà vô xem live trễ thế. Đôi ba này. Đôi ba mình suy nghĩ ra cha. Đừng có đôi ác nha. Á đù nhịn hàng à. Có hàng để nhịn à. Trễ rồi à, đúng rồi, hơi bị trễ đấy. Rồi, đoán là số 7 đi. Trễ hay muộn thì cũng cho xin một like nhá. Anh em mà chưa like thì cho em xin một like bên góc dưới màn hình nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. À. 10 nè. Ôi. Gì anh gì chuồng gì mình gì big anh em ạ. Gặp anh thanh niên à. Anh thanh niên năm nay rồi 7 này át này theo luôn mé nó tưởng có gì chơi chứ hóa ra tham lam còn cái nịt. Úi xùi ôi những heo cơ anh em ạ. Đến đi rồi và đêm về lang thang. Đôi ba. Đôi ri. Chịu. Xem mấy ông này chơi mình cũng đánh lên trình hay sao á. Chuẩn em ạ. À. Bắt hay không bắt anh em? Không bắt luôn.
rằng có sẽ là sự lựa chọn hợp lý không anh em? Sự lựa chọn hợp lý anh em ạ. Món này ăn rồi. Ui, 90 mắt rồi anh em ơi. 10 mắt nó lên 100 mắt anh em ạ. 100 mắt làm even lung cho anh em chơi. Không phải xoắn anh em ạ. Cái thằng này một quán ra đảo luôn nè. Cho anh trai này ra đảo luôn anh em ạ. Heo luôn. Khó chịu nha. Tôi ba. Tôi áp. Zivica. Tuyệt vời anh em ạ. Anh ấy ra đảo rồi. À chưa. Ok ok, anh em kéo được 100 mắt đi nào. Mới có 89 mắt thôi anh em ạ. Chưa được 100 mắt. Đấu mắt rồi anh em ơi. Đẩy view cho thầy đi anh em. Đẩy view cho thầy đi nào. Bỏ một bên nè em. Dạ chưa anh Hoàng ơi. Mấy nay em không like một bên anh ạ. Do đang tiến lên vui anh ạ. Vài hôm nữa em like lại một bên anh ơi. Cha đánh che mấy này đánh ghê vậy đó. Sống như bên rồi. Ghê thế. Cha đánh che thấy cầu thủ đấy. Cầu thủ không đội mũ á. Mẫu binh hết rồi à, đúng rồi, mẫu binh ra đảo rồi. Đợi tí, đợi chuẩn bị bơm đạn lại mẫu binh anh em ạ. Mẫu binh với lại anh em lấy gôi nhiều quá. Hết gôi mẫu binh luôn anh em ạ. Anh em lấy gôi nhiều quá cái nên hết luôn anh em. Chắc mai chiều nay mình nhập lại gôi anh em ạ. Thì đây mình nhập lại luôn, anh em mà cần thì inbox Zalo cho em. Chứ mà để cái tình trạng hết gold là anh em không có ai mua hết. Ôi nhìn heo à. Đôi 9, đôi 10. À, đánh đôi năm mà đánh hay đấy. Đúng rồi, bị đá hoài trai bánh kè ơi, bị đá hoài luôn ý. Màu hồng anh đã đẹp lòng thương em. Màu bên em còn chơi không? Vẫn còn anh Bùi Quyền ơi.
vẫn còn nha anh ơi. Một tháng mấy triệu có thể chia sẻ được không? Trời ơi, tháng mấy trăm nghìn thì đúng hơn ý. Tháng mà được mấy triệu thì cũng đỡ anh em ạ. Một tháng kiếm được mấy trăm nghìn thôi anh em ạ. Làm gì mà được mấy triệu anh em. Được mấy triệu thì cũng đỡ anh em ạ. Anh đã đem lòng thương một người, đừng phải anh ta cố gắng bao lần. Gì vậy cha? Ôi bị bắt luôn rồi. Lượng view không lên nữa 100 nhờ, lên 100 đi nào, thôi cái chiến máy mấy. Thật ý định kiên ạ. À. Tháng mấy trăm nghìn mấy định kiên ơi. Mình có tiền bỏ tiền làm được bao nhiêu thì dùng hết rồi thì lấy đâu ra mà còn dư với lời anh em nhờ. Làm một đồng nào thì tiêu đồng đó anh em ơi. Có được có dư giả được đâu anh em, làm một đồng nào thì tiêu đồng đó thôi anh em ạ. Chả dư giả được anh em ạ. Nếu mình làm phải biết tiết kiệm thì khác anh em. Còn ở đây vừa làm vừa chơi nên nó khác anh em ạ. Chưa tính cái tiền mình like đây nè anh em ạ. Bỏ ra nó thắng thua được nữa anh em ơi. Bỏ cái tiền này ra thắng thua nữa anh em ạ. View trắng, muốn chơi bên của bé cũng khó à. Đúng rồi, ghê thật. View này khó nha, view không lên nổi 100 luôn anh em ạ. Lên 100 chơi bên đó anh em. 100B solo với Lưu Văn Hải bay trong một ngày rồi à. Tấm chiếu mới anh em ạ. Thật sự riêng ai rủ em solo em tiếp nhận tất cả các kèo, còn anh Lưu Văn Hải thì em xin bó phép hai tay hai chân luôn anh em ạ. Thật sự em bó phép bất lực anh em ạ, không đánh lại anh Hải nên phải bất lực thôi. Cao thủ không đội mũ anh em ạ. Chỉ là màu hồng em đã càng sao lên. Năm số 7 bắt đầu rồi đội bài ai đội 3 thật này đội 8 quấn luôn cho quấn. Solo không bạn để mình đá lan vô. Thế này thì anh em có chắc bệnh lâu bạn ạ. Má nó quýnh gì khó chịu ấy trời. Sao anh em quýnh con sáu hay là quýnh ba đôi thông đây. Khó chịu nha. Rất là khó chịu luôn anh em. Mẹ nó ngu người anh em ạ. Mẹ ngu kinh đó trời. Ngu không được còn tường gì đó diễn tả nữa anh em ạ. Sợ nó ngu hết đường đời luôn anh em. Không còn đường nào để diễn tả hai cái từ quá là ngu ngốc. Hello anh người Bình Xuyên nhá. Hay lắm con trai của ta. Không hay rồi anh ạ.
tí gì gọi là hay cả. Tham chặt quá mà, đúng rồi. Tham thì tham thôi. Tham thì tham thân em ạ. Đà dâm thì đôi thẳng thôi nè. Tham lam thì còn cái nick thầy Huấn bảo rồi em ạ. Ui, bà đã quýnh màu binh được nè anh em. Màu binh là sảnh xám xám anh em ạ. Đưa quay luôn đi chứ để làm cái gì. Đôi mờ. Mười. Heo. Bốn tám. Xì. Gì anh em ạ. 90 mắt rồi anh em ơi. Cố nào. Kiếm cái siêu phẩm tứ ác đặt sẵn đồng cho đời nó nẻ đi à cu. Dạ anh người Bình Xuyên ạ. Kiếm cái tứ ác mà gặp có sẵn đồng mà hơi bị khó đó anh ạ. anh cho cái câu hỏi này là rất là khó luôn đấy anh ạ. Tứ ác mà sao gắn được cái sẵn đồng anh ơi. Anh cứ chiều em thế nha. Ác này. Heo này. Vãi trưởng. Mười này. Thôi thua cái bài này thua anh em ạ. Úi dồi ôi bài đẹp thế. Non mà xanh lắm. em còn non lắm anh ạ. Em đánh cái game tiếng lên này bị chửi hoài cho anh ơi. Mộ binh mình không biết chơi. Bài kẹp cái nào cũng binh lỏng. Hồi trước anh cũng như em ấy. Cũng đâu có biết chơi mộ binh là cái gì đâu. Cứ vô binh tầm bậy tầm bạ rồi. Binh lủng cho họ thôi. Rồi một thời gian sau mới luyện được ấy. Hồi trước anh chơi là bộ game tiến lên là anh chơi nhiều nhất nè em ạ. Cúng vô bộ game tiến lên này chắc một mớ rồi đấy. Thật sự với anh em là anh cúng cho game tiến lên rất là nhiều rồi. Không nó điêu anh em gì cả. Vãi chữ ngu người luôn. Không có thứ ác gặp sẵn rồng đời không nể. Chuẩn luôn anh ạ. Sao gặp mỗi thằng này thế nhờ, không gặp mấy thằng khác ta. Gặp mấy thằng khác bớt đi chứ sao gặp mỗi thằng này sao muốn lại nó. Đổi ca đi chứ trời. Sao cứ một người hoài thế nhờ. Thay ca phiên nhau đi chứ. 8 đi. Khó nha. Di heo. Heo. Đôi 5. Chịu rồi. Thôi thằng nó đỏ. Kiếm người khác thôi chứ mà. Để lên bảo bảo nha. Tìm bàn khác anh em ạ. Chơi xuống 100m đỡ xui đi nha. Anh em mà lấy gold chơi thì bóc Zalo trên màn hình cho em nhá. Lưu ý với anh em em sẽ giao dịch qua một giờ số Zalo duy nhất thôi nhanh em ơi. Còn lại tất cả các Zalo khác hoặc là Facebook khác đều là giả mạo em nhá. Chính nè. Máy quýnh khó chịu cho 7. Không còn thì buông súng thôi. Người anh thương cả đời anh xua đuôi. Chú hơi nô béo à. Nào đủ 100 view nói em nói anh nha bán lê ơi. Em đúng hơi non thật anh ạ. Non như cái lót xe luôn nè. Có thì thôi thằng còn rắn. Ừ.
hết đường để ngu luôn anh em ạ. Không còn là để từ để diễn tả một từ quá ngu gốc. Anh em xem like chắc ức chế em lắm anh em nhỉ. Má nó ngu hết đường, ngu quýnh con đầm không đi quýnh, đi quýnh cái đường đó. Ngu mà không còn đường nào để diễn tả, cái từ quá là dốc luôn. Cái phần chó được bè bài cho nó chạc bé quá. Đúng rồi anh Thanh Bình Nguyễn à, muốn cho bè đi ngu quá nè, ngu vào lòng đất luôn ấy. Giờ suy nghĩ vậy, tưởng suy nghĩ đâu cấy chứ. Thở nhẹ thôi anh béo à, thở hết phần chó rồi anh ạ. À, thầy ơi, thầy về tới nhà cho thầy, thượng lộ bình an cho thầy. Thầy Nhật, thượng lộ bình an cho thầy. Úi xời ơi luôn, về ta thôi anh em ạ. 86 rồi, ok, cố lên em ơi, cố lên anh em ạ. 100 mắt đổ ghi bình cho team chơi luôn em ạ. Người thương em cả đời anh xô đuôi. Về rồi em đã lại tới đường giác con nô đó. Vãi trưởng 38 mình em, cháy ba đứa thông lung kìa anh em. Thằng này đổ quá nè, không chơi với thằng này đâu. Bài nó đổ gã mang luôn nha mà. Không dám dắt thầy ạ. À, tối nay em đi công việc rồi thầy. Tối nay em đi công chuyện rồi thầy ạ. À, bữa nay mắc đi công chuyện với mấy anh em mới ra từ Tam Kỳ ra rồi thầy ơi. Lì đi em, nó về tháng sau nó... Mà công nhận thằng đó nó đỏ quá anh ạ. À, nó đỏ lắm. Không biết nó có đánh like không mà bài nó giả mang không ngang luôn ý. Đánh thắng thua thì không quan trọng, nhưng mà hiển như bị đá like ức chế lắm anh em ạ. À, anh em chơi anh sẽ biết. Anh em like thế này chứ em đánh bằng lớn, em đánh bằng nhỏ thì kiểu như anh em không thích xem. Mà đánh bằng lớn thì lại sợ bị đá like. Cái nào cũng có cái lý do của nó, không có cái nào đó là không có cái lý do riêng. Lụm even 110 cây cúng làm lại từ đầu à. Người thương em cả đời anh xô đuôi, anh thương em như cả bầu trời. Anh em mà chưa like thì bấm cho em xin một like với anh em ơi. 77 like mà sao có 63 like thế này. Anh em là chưa like thì cho bổ cho em xin một lúc like với. Cái gì mà trời, tới trắng hoài vậy cha. Anh em chưa like cho em xin một like với em ơi. Tới trắng thế này thì chết nhà người ta nha. Chết con nhà người ta đấy. Bằng 3 to 8 ra bớt theo cho đỡ nể đi. JBK 4 Quy ai trưởng chắc là còn át rồi. À còn JBK anh em ạ. Anh ấy có JBK anh em. Khô máu y chạy hay vậy à. Do nó chạy thì mình chạy thôi anh Quang Minh ơi. Nó không chạy thì mình không chạy anh ạ. À, hết đường tới trắng biết à, đúng rồi. Từ khi thầy vô là tới trắng đấy thầy ạ. À,
năm này thầy vô thầy chù em là bị tới trắng miết luôn thầy ơi, thầy đừng chù em nữa nhá, đầm bít thôi, mong là không có heo, đừng có heo, đừng có heo, mé có heo được là không về được anh em ạ. Đừng có heo là để về đó anh em. Thôi để thầy bấm. Coi lại cách sống đi, thầy coi lại cách sống đi thầy. Coi lại cách sống thầy ạ. Anh em mà chưa like thì cho em xin một like nhé anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Rồi, nhiều bắt đầu nhanh thế anh trai. Bình tĩnh nè anh trai. Chị... Ờ. Chị nè. Gì đấy, gì đấy. Vừa xem béo vừa chơi làm lại cuộc đời à? Làm gì là làm lại cuộc đời. Ôi giời đánh khôn thế. 92 rồi em ạ. 10 view nữa thôi, 10 view nữa 100 view anh em ạ. Đánh ngu à. Hello anh Huy Hoàng nhá. Em mới tập chơi thôi anh Huy Hoàng ạ. Nên cũng không đánh hay đâu anh em ơi. Lại gặp thằng này nét luôn anh em ạ. 100 mắt rồi anh em ơi. Ok ok làm event luôn anh em ạ. Đến 10 giờ thời à. Em đánh thật sự như cái bài ngáo đá quá anh em ạ. Kính này. Event thân em ơi, từ từ anh em. Thôi, một ca mắt em làm tiệc đãi thầy luôn thầy ạ. Một ca mắt là em làm tiệc đãi thầy luôn ý. Để em làm event cho anh em chơi nhá. Bên quay số thôi em ạ. Một giải thôi em ơi. Hello Nobita J nhá, liên hệ với Zalo cho em nhé anh ơi. Zalo cho em màn hình đó anh Nobita J ạ. À. Anh em cần gold thì liên hệ với Zalo cho em nhé. Đó event đó anh em ơi, anh em chơi event đi. Anh em thích event là có event anh em ạ. Anh thương em à đây. Cô mình ở trong phòng game nhá, lưu ý lại cho anh em nhá, cô mình chỉ được tính trong phòng game thôi anh em ạ. À. Còn lại comment ở ngoài thì sẽ không được tính nha anh em ơi. Nhắc lại cho anh em nào không hiểu rõ, chỉ tính cô mình trong phòng game nhá anh em ơi. Còn lại tất cả các cô mình ở ngoài sẽ không được tính nha. Cô mình trong phòng game anh Tuấn Anh ạ. À. Bắt luôn đi. Tầm này là bài là chạy lá tên em. Chỉ tính comment trong phòng game nhé. Đừng comment ở ngoài nha anh em ơi. Comment ở ngoài là sẽ không được tính đâu anh em ạ. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Và lưu ý anh em phải like bài like của em nhé anh em ơi. Anh em phải like nhá. Không like mà chống event thì em cũng không trao giải đâu nhé anh em ơi.
Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Nghe cái like, bài like của em. Hiện tại em đang like đấy nha mọi người. Cái bài like hiện tại em đang like đấy nha. Ôi, gì đây, gì đây. 567, 689, 10 GQ, 6789. Em biết cái đầu già này sẽ không qua được rồi anh em ơi. Nhưng em vẫn đánh thôi. Ui, đôi già vẫn ăn được anh em ạ. Vãi chưởng nha. Anh Việt Thái ơi, comment trong phòng game cho em nhé. Comment ở trong cái phòng mà cái phần game anh em nhé. Đừng comment ở ngoài nha anh em ơi. Comment ở ngoài em sẽ không tìm được đâu anh em ạ. Anh Quốc Binh ơi, comment trong phòng game nhé. Anh Kẻ Sô Cô La comment trong phòng game. Anh Linh Nguyễn comment trong phòng game nhé anh ơi. Em nhắc lại cho anh em nhé, chỉ comment trong phòng game thôi anh em nhé. Anh Việt Thái ơi, comment trong phòng game anh ạ. Đừng comment ở ngoài anh em ơi. Nhắc lại cho anh em rồi đấy. Anh em comment ở ngoài mà trúng thì cũng không trao giải được đâu anh em nhé. Một thương thầy Nhật comment trong phòng game nhé thầy Nhật ơi. Đừng comment ở ngoài nhé thầy Nhật. Trong cái phòng comment đó anh em ạ. Anh em hiểu không? Đúng rồi thầy Nhật ạ. Đánh cái này sao bọn nó toàn chạy nhỉ? Dạ đúng rồi anh Hoàng ạ. Kiếm kèo solo thì nó sẽ không chạy nè. Còn cái này là không có kèo solo thì sẽ chạy thôi này. Người thương em cả đời em xô đuôi. Chạy lá thanh em ạ. Tí offline em sẽ quay với anh Trường Trần ơi. Tí offline em sẽ quay nhé. Lưu ý cho anh em nhé. Tí mà em offline mà em quay số mà không có anh em ở đây nhận giải, anh em trúng mà không có anh em đó ở đây nhận giải thì em sẽ tiếp tục quay cho anh em khác trúng nha. Anh thương em cả đời anh xô đuôi. Họ thương em bằng ca. Vậy nhắc 2B đấy em ơi. 2B đó đắng lè ơi. Gì này. Rồi ôi. Quy này. Heo chịu rồi. Gì này. Mé bài nó mới đi cốc trời. Ác nhỉ. Bài thì chút xí cũng đi cốc. Đôi 6. Chịu rồi về đi anh ơi. Ok em khỏi chạy à. Chúng gôn dạng pháo ơi. Ngon luôn em ạ. Anh em mà chơi mình thì chơi đi nhá. Cô mình ở trong phòng game nhé. Đừng cô mình ở ngoài nhá. Nhắc lại cho em một lần nữa đấy anh em ạ. Mấy thằng này quấn tỉnh thế nhờ. Quấn già hay là quấn gì đây anh em. Liều quấn già không anh em. Thôi không liều lên nè. Không dám liều anh em ạ. Liều ăn cứt nữa anh em ơi. Liều thì ăn xích rồi. Mà sao mốt người nào trúng thì người đó nhân phẩm mà. Anh em đừng comment trùng số nha. Nếu mà có trùng số thì em sẽ tính cho người mà comment trúng đầu tiên nha. Ba này. Chỉ anh XD 1B thôi à. Còn biết bao nhiêu anh em ở đây không được nhận mà anh. Đôi 6 này. Đôi bồi này. Đôi già này. Ơ còn đôi già nữa à. Ôi vãi chưởng anh em ạ. À. Vừa khít lũ đít luôn. Anh em mà chưa like cho em xin một lúc like đi em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. À. Còn anh em mà cần gold chơi thì inbox Zalo trên màn hình cho em nhé. Số Zalo được hiển thị trên màn hình, cái số Zalo màu vàng vàng đó anh em.
8-9-10. Quy ca sóc đo 5. Đôi 7. Khó ai yêu bệnh lắm đó anh cho đó. Còn nhiều anh em mà em, nhiều anh em thì sẽ ăn thêm ạ. Nhiều anh em đang xem live mà, nhiều anh em chơi mà, trúng vẹt giải thôi. Bình thường 1-79 là ít chứ. Mấy cái like khác là 1-100 kìa anh em ạ. Một mình 1-79 là còn ít đấy anh em ạ, thật sự. Chứ mấy kênh like khác là 1-100 hết anh em ơi. Thôi, không chơi với Thanh Ngọc nó đổ anh em ạ. Kệ, anh ở đâu kệ anh chưa. Còn biết bao nhiêu anh em chưa chơi mà. Chơi khô máu nè, thôi chơi không lại nó anh đạt ạ. Bài nó ghê quá anh đạt rồi. Vì thấp hết pin rồi coi nó like của like bây giờ. Người thương em cả đời anh xô đuối. Hai ngàn đi, hello Ngô Duy nhá. Xuống tiền đi em à, hết nổi rồi thầy. Không còn đường lưu nữa thầy ạ. Tầm này là em xuống tiền rồi thầy ạ. Máy thế vẫn còn hay thầy. Quái chướng anh em ạ. Ui, cầm 3 thằng heo quýnh thế nào được cha. 90 ri nhưng ra áp bài trưởng cái bài thằng là bá đạo anh em ạ. Bài quá là bá đạo luôn ý. Tướng thơm thật, ai ngờ thúi anh em. Bài trưởng. Nhìn cái bài tướng thơm ai ngờ thúi. Tưởng thơm ai rằng ngờ thúi, thúi quắc luôn. Anh cũng tưởng rứa em ạ. Hai. Chịu rồi. Đôi năm. Có lúc buồn, lúc vui, chẳng còn ai bên cạnh ta. Em giờ đâu không thấy mặt trời. Giờ đây tình ta. Má bài đẹp thì không có cái anh em ạ, cay thế nhờ. Dính chưa bài đẹp là chưa không cái anh em. Bài đẹp là không được đi cướp. Di chuyển bài áo ma quá anh em ạ. Người thương em cả đời em xô đuôi. Ai thương em bằng cá là thanh xuân.
Anh em cần luôn chơi thì inbox bóc Zalo cho em nhá. Gì không có ai chơi vậy? Má nó. Nãy 45B chứ còn 27B nha. Hơi bị hoang mang style rồi đấy. Ba này. 30 phút lên nữa lên 35B nha. Hết người. Anh Phạm Văn ơi, anh ơi, even là chỉ từ số 1 đến 79 thôi anh ơi. Anh comment lố quá rồi nè. Comment lố là không trúng giải rồi nè. Even là chỉ từ số quýnh gì mi nhịn heo đỉnh nhờ. Even là chỉ từ số 1 đến số 79 thôi nè. Còn lại anh con mình hơn số là không trúng rồi nè. Người thương em cả đời em xô đuôi. Thanh Ngọc nó đỏ quá nè. Không dám chơi với Thanh Ngọc luôn. Đúng rồi. Dưới số 79 là được. Hello anh Tấn Thành nhá. Anh em mà chưa like cho em xin một like nha anh em ơi. Anh em mà cần gôn chơi tiện bóc Zalo cho em màn hình cho em nhá. Mẹ. Bài đẹp mà không có cái anh em ạ. Ui lại gặp chúng kia. Đôi bốn thua nó mới quê chứ nè. Đôi cứ bắt phá là thế nào nhỉ. Đã không thích phá mà cứ bắt phá rồi. A đủ. A đủ. Úi xời ôi luôn. Tôi quý 7 gặp tôi quý 9. Hết đường luôn anh em ạ. Cụ đi chăng lạnh toát. liệm anh em ạ. Đời này vui à nghe anh vừa xem. Không vui nổi luôn anh ạ. Slow anh ơi, slow anh. Trời ơi, tới trắng cũng có con heo nãy ta. Nhắc ăn tắc 210 gửi lại anh. Nhắc ăn tắc không có ai chơi anh ơi. Bên nhắc anh ta không có ai chơi cả. Ba này. Gì này. Chưa.
lúc anh chẳng cần nghĩ. Vì đủ má cái bài kìa, đen hết đường luôn anh em ạ. Hết đường để đen luôn anh em. Những cái bài mà tục máu luôn anh em. Má cái bài thì quýnh đường lấy thì chịu. Vai trưởng thật. Chơi vô máu mày luôn. Bao nhiêu heo tao chơi luôn. Bấy nhiêu heo với mày luôn. Ôi giời ơi, chịu rồi. Bà đẹp quá anh em ạ. Để có thằng heo nào. Liên hệ Zalo Đình Kiên ơi. Inbox số Zalo trên màn hình nhé. Anh yêu em cả đời anh xô đôi. Ôi giời, thua lại hơi nhiều rồi nha. Thua lại 20B rồi anh em ạ. Mấy cả át. Thua lại hơi đậm đà vị hương quê rồi đấy. Bốn. Má bài đẹp quá anh em ạ. Thôi chắc 5 phút nữa mà. Bao nhiêu? Chưa được 2 tiếng nè. 2 tiếng một. Chưa được 2 tiếng nên chưa ộp được anh em ạ. 2 tiếng mình ộp, mình quay số rồi mình ộp nhé anh em ơi. Ộp về đi hớt tóc anh em ạ. Trường đi hớt tóc anh em hiểu rồi đấy. Đi ơi, đổi vặn anh em ạ. Vãi trưởng, bốn đời đi, bốn ba đi, bốn đời về anh em ạ. Anh thương em cả đời anh xô đuôi. Đẹp thế nhờ, bà hơi bị khánh nha. Lên 45B trừ còn 20B anh em. Viên đã bị hết đường luôn á trời. Cái gì vậy? Đụng má uống đồ bà trước đi chứ. Cây ghê anh em ạ. Má vãi trưởng anh em. Cây ghê anh em ơi. Đi về cả chứ đánh vào sao có được à. Lấy cô tới nhắc. Đi cho đỏ. Anh là đùa rồi. Hãy lên mình blood nha. Đánh ngáo thật đi. Anh em mà chưa like cho em xin một like cho đủ 100 like đi anh em ơi. Hello Lâm Bảo Linh nha. Chào Lâm Bảo Linh ạ. Anh em mà chưa like cho em xin một like cho được 100 like đi anh em ạ. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. 10 like nữa thôi anh em. 10 like nữa cho đủ 100 like đi anh em. Anh thương em cả đời. Ok em trai, cảm ơn em trai rất là nhiều ạ. Còn anh em mà chưa like thì bấm cho em xin một like cho được 100 like đi anh em ơi. Game này chơi ở đâu à? Dạ game này chơi là game viên play nhá anh Châu Long Khánh rồi. Game viên play nhá. Lên App Store hoặc là CH Play gõ viên play là sẽ ra nhá anh trai. Em sẽ bấm like luôn à. Anh thương em cả đời anh xô đuôi. Hello anh Cường Xu nhá. Em chào anh trai ạ. À. Chúc anh một buổi chiều xem live vui vẻ nha anh ơi.
không có ai chơi thế ta. Chia 7 like đến em ơi, còn 7 like nữa chưa được 100 like anh em ạ. Anh em bổ cho em xin một like đi anh em ơi. Những năm tháng gì đó. Thôi nghỉ thôi, ok từ từ thôi. 5 phút nữa đi. 5 phút đối chiến à. Cái cùng kênh không trai bánh trai ơi. Nhưng mà lấy game biển cho nhiều người chơi. Số 1 Việt Nam, đúng rồi. Game này là game giải trí số 1 Việt Nam đấy. Tính là game này là không có dính vô cái cờ bạc như TX anh em ạ. TX dính vô cờ bạc nặng lắm anh em ạ. Game này tính là nhẹ đó anh em ạ. Nói thật sự luôn ý. Không, nhưng mà cái tiếng lên này thì cũng không nhẹ lắm đâu. Cái màu binh thì nó còn đỡ anh em ạ. Chứ còn cái tiếng lên này thì hơi mệt á. Đen thì cũng hơi mệt đó anh em ạ. Chơi 4 đi. Một dễ mà. 4 thì bình thường thôi. 4 mà thì chơi bằng 3M thì mới có thôi. Chứ bằng có ai chơi hết à. 4 thì có bằng 3M mới có thôi anh trai ạ. À. Anh thích thì em chơi 4 cho anh em chơi đây. Cái gì đấy, cái gì đấy. 4 này, chơi này chơi 4 này anh em. Cái đây gọi là chơi 4 này. Nhưng mà chơi 4 là không có bằng lớn đâu. Bằng lớn là toàn quay thôi anh em ạ. Chơi lớn là chỉ có bằng nhỏ thôi anh em nhé. Lưu ý cho anh em mà chưa biết chơi game này mới chơi thì đừng có vô bằng bằng lớn nha. Bằng lớn mà chơi 44 này dính mồm với bọn quay luôn ý. Gì ghê cha. Đôi 10 này cha. Đôi bồi. Đôi già. Dạ làm bó lên em một bờ được 20B nhé, làm bó lên đó. Anh em mà cần mua gold chơi inbox Zalo cho em nhé. Cái đây là em chơi thử bằng cho anh em trải nghiệm thôi. Chơi bằng 44 cho anh em trải nghiệm. Ad này. Chiều rồi. Anh thương em cả đời anh xô đuôi. Ừ em ơi. Chưa được 4 like nữa anh em ơi. Giúp em 4 like nữa nào. 4 like nữa em quay bình luôn anh em ạ. Anh em mà chưa like thì bấm cho em xin một like giúp em 4 like nữa đi. Em quay bình xong em một luôn anh em ạ. Chơi 44 mới dễ thua chứ 11 bài ai đẹp là thắng rồi, dễ mà. Đúng anh ạ, 11 là hên xui thôi anh ạ. Giờ không có ai chơi ta. Được nhá, ok 100 like lên em ơi. Thôi chắc offline luôn em ạ, offline quay mình cho anh em nhá. Ơi
Chờ mình quay bình cho anh em nhé anh em ơi. Ok ok quay nhá. Đợi tí nha, quay nhá anh em ơi. Anh em thấy màn hình chưa? Quay nhá. Mẹ lát luôn. Ok anh em mà còn chơi bấm phím 1 đi anh em ơi. Còn anh em mà đang xem live đâu, anh em chơi mình còn đang xem live là bấm phím 1 cho em xem đi. Còn bao nhiêu anh em đang xem live? Còn bao nhiêu anh em đang xem live thì bấm phím 1 cho em để em quay mình anh em ạ. Còn bao nhiêu anh em đâu? Bao nhiêu anh em sẽ là bấm phím 1 cho em để em quay rồi anh em ơi. Bao nhiêu anh em xem like đâu anh em ạ. Anh em đừng spam nhé. Hỏi nhiều ok quay nhé anh em ơi. Quay xong mình nộp luôn nhá. Để chốt ở đây anh em ạ. Chốt cái anh em ơi. Quay nha. Số 52 anh em ạ. Ok số 52 anh em ơi. Có thể mà dự đoán trúng số 52 thì à inbox Zalo cho em nha. Anh em mà có số 52 không? Ừ. 52 anh em ạ. Có anh em nào đang trúng số 52 và đang xem live không? Anh em rip lên đi. Ok nhé anh em ơi, anh em màu trúng số 52 thì inbox cho em nhận, inbox qua Zalo cho em nhận giải nha. Ok anh em nha. À, đang thấy nhân phẩm là Lâm Bơ Linh, chốt mất rồi Lâm Bơ Linh ạ. Trời ơi, nãy anh không comment chờ chốt event mất rồi anh ơi. Thế thì giờ nghe, em quay lần cuối anh em. Cho anh em một cơ hội đấy nha, em quay lần cuối cùng nha. Lần cuối cùng nha anh em mà trúng thì em bóc nha. Cho anh em một cơ hội nữa anh em ạ. Ok ok, cho anh em một cơ hội nữa nào. Cơ hội nữa nha anh em ơi. Ok ok, quay nhá. Cho anh em một cơ hội cuối cùng anh em ạ. Vô này, vô này. 1 2 3. Anh em ơi, 55 nhá. Ok anh em nhá, ai trúng giải thì inbox cho mình nha. Anh em nào trúng giải thì inbox cho mình nha anh em ơi. Chờ mình offline đi về hớt tóc anh em ạ. Ok. Bye bye anh em nhé, hẹn anh em ở buổi live tiếp theo nhé anh em ơi. Anh em mà trúng giải mình thì inbox cho mình nhé. Bye anh em và hẹn anh em vào buổi live tiếp theo nhé. Ai mà trúng giải thì inbox cho mình nhé anh em ơi.
Bye bye anh em ạ.